Hôm nay mình đã tìm ra một AI mới. Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo chỉ bằng những mô tả đơn giản. ImagineMe.ai biến điều đó thành hiện thực. Một thế giới nơi mà mọi ý tưởng của bạn, dù là nhỏ bé nhất, đều có thể được hiện thực hóa qua các bức tranh sống động. Chỉ cần một cú nhấp chuột, bạn sẽ bước vào một hành trình sáng tạo mà trước đây chỉ có trong giấc mơ. Khi bạn bắt đầu, hãy tải lên một loạt hình ảnh cá nhân của mình. Đừng lo lắng, mọi thứ đều rất dễ dàng. Giao diện của ImagineMe.ai được thiết kế thân thiện với các bước hướng dẫn rõ ràng. Chỉ cần chọn từ 10 đến 20 bức ảnh chất lượng cao và bạn đã sẵn sàng để AI bắt đầu huấn luyện một mô hình riêng biệt cho bạn. Đó là một quá trình đơn giản nhưng lại mang đến cho bạn sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, giúp biến những hình ảnh quen thuộc thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bạn sẽ thấy giao diện người dùng hiện ra, nơi bạn có thể nhập vào mô tả bằng văn bản. Hãy thử tưởng tượng một chút, ví dụ như, tôi muốn mình là một chiến binh trong thế giới fantasy. Sau đó, chỉ cần nhấn nút Generate và chờ đợi phép màu xảy ra. AI sẽ lắng nghe những mô tả của bạn và biến chúng thành những bức tranh độc đáo, đưa bạn vào những bối cảnh sáng tạo mới lạ mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Và rồi, những bức tranh AI được tạo ra nhanh chóng, từng nét vẽ hiện lên trước mắt bạn. Bạn nhìn thấy chính mình trong vai trò một siêu anh hùng, với bộ giáp lấp lánh và ánh mắt đầy kiên định. Nụ cười của bạn nở rộ, tràn đầy hứng khởi khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong một thế giới mà bạn đã từng mơ ước. Từ nhân vật hoạt hình đầy màu sắc đến những siêu anh hùng mạnh mẽ, hay thậm chí là một bức tranh cổ điển mang tính nghệ thuật cao, mọi thứ đều trở nên có thể với ImagineMe.ai. Và không chỉ dừng lại ở đó, khi bạn đã có trong tay những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, việc chia sẻ chúng trở nên dễ dàng hơn bao giờ.